Chạch bông luôn. Nhưng một tiếng là chạch bông luôn ha. Thôi được quá. Mày ghét gì đâu tiếng. Tiếng chứ còn gì nữa. Đưa dậy cỏ xung quanh đi. Đi cắt hơn mấy nó xuống đi. Đừng cắt cái kia cho mày tạo nghiệp đó. Đừng cắt cái kia cho mày tạo nghiệp đó. Đúng. Trong khi sạch chưa hết chưa phúc dạ chỗ này ok đấy.
review. Lần nữa. Lần nữa. Vô lần nữa. Vô lần nữa. Có. Nào. Đúng rồi. Đây. Rồi gì? Rồi qua đó lấy bắp nha. Không có lột. Không có lột. Ủa? Không có lột. Kìa thôi đi khỏi nương. Ủa dồi vô đây nè. Ừ mày nói gì? Nóm nó ngọt quá. Ê, cái một cái. Mày đưa một cục đóng vô hả? Sao nó tiếng này? Chứ kiểu nó lại bá thì nhiều. Thì bá từ từ vô rồi bỏ lại. Đi. Đây đây đây. Đồ quá bè hợp lý. Bỏ trên này. Dừng kìa. Chạy vô lấy đi. Có lấy bước không ấy? Ờ, cắt ra đi. Không lấy cái gì để trộn bắp lên ấy. Lấy đũa đi, vô lấy đũa đi. Cúi, cúi, cúi vô, cúi vô. Bỏ vào đây. Ủi đồ có biết không? Một ráo, cục bướm nữa. À, bạn cái chéo lên. Bả dầu coi. À. Bỏ lấy. Từ từ bỏ lấy nó có cháy không? Có. Cháy. Từ từ. Quay lấy bà. Cái ghế này mình nữa cái tay với mình đẩy. Cho nên lấy hết cái giấy thì sẽ lấy cái nhiêu đây. Nhiêu lấy cái mũ đó. Lấy cái cây gì về bằng mặt. Đó nó có cháy hết rồi nè. Bỏ kéo được chưa? Chưa đâu. Chưa. Chưa. Chưa.
giờ đấy lấy hết thịt đâu. Đúng rồi, nướng đi, nướng đi, đỡ nướng đi. Ủa, từ 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 từ, sao sao không lấy luộc cái trứng kia trước đi? Không, để xào nó. Luộc trước, xào trước, xào sau ăn sao nó ngon, nó ngủi sao nó ngon. Luộc, xào xong rồi luộc vừa xào. Trời, có cái nào cũng như luộc à. Xào ăn xong rồi luộc, luộc rồi luộc, ăn xong rồi có luôn. Bỏ vô nha. Ừ. Nó cà cà hết chú. Giờ nó không đang ở đâu? Nó lên cái cây dưới. Đưa được nó đâu. Được, được, được rồi, được rồi. Đi, tôi chưa bắt đầu. Chỉ lấy một bên thôi. Hai bên luôn. Đéo đũa nó có đều đây. Đéo từ từ nôm. Từ từ nêm, từ từ nôm. Từ từ nôm nha. Nó đuôi dài mà sợ cháy gì. Để cuối vô mẹ. Đó, nó mày, nó nè. Hai mày đi rửa trứng đi. Đi mày rửa trứng đi, miệng. Rửa trứng rửa không? Rửa chi? Luộc. Ở đây cũng cạn cái vỏ. Quên, cạnh với muối rồi. Rồi, ăn không đi. Không, nó ớt. Đấy, có sốt này vô ni với tụi nó rồi được. Không có. Mày lên lệnh đi. Nửa trộn cái đó hoài, nó là khuấy lên cho bắp nó không có còn cháy. Cứ trộn cái đó hoài. Để ra miệng này miếng đi. Đi mà biết nôm mình cảm thấy bắp bắp rớt à. Vậy em biết nôm chị, nhưng mà em không biết nôm. Chị nôm sao cho vừa miệng, nôm vừa miệng lép bạn là bạn hết. Nôm đi được hả? Từ từ đợi tí chút kêu kịp nêm nêm cho. Đợi chút kịp nêm luôn. Con nôm cho qua con đi, con nó biết nè. Con đi qua hàng này. Gì mà đổ bắp thùm lum cái gì vậy đó. Qua vô. Giờ bỏ đồ vô dây dị vô, chút nữa 15 phút nữa chín hả? 15 phút nữa cháy luôn hả? Cả 10 phút hả? Làm cho nó mập yếu luôn. Thèo mau lo nó dưới nó cháy nó điên luôn rồi. Một thứ đen không chèn nữa. Rồi hút lạnh miếng anh đi, hút con trai mạnh bẹo kìa. Trời ơi, hào đồ ập luôn chứ mạnh bẹo kìa. Được cái giấy chưa? Nóng hơn nó kịp nó nóng tiếp. Lát lửa nó bốc lên nó cháy, nguyên trời cháy luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Mình tìm hiếm rồi. Nó như vậy. Đúng rồi. Ừ. Ở rớt chương ba luôn. Làm hai cây cho nó giữa. Thôi lại em muỗng luôn đi. Trứng. Nóng. Trứng đâu. Từ đây nóng à. Đây có nóng gì đâu, hãy đây. Luộc cái này luôn chứ. Luộc hết luôn không? Ê, bỏ nước vừa ngập trứng luôn, đừng có bỏ vậy nó cháy ha. Từ từ chưa biết rộng nữa. Bỏ sao, bỏ đường nhiều lên. Thôi mà em bắt. Bắt nó không có ngọt là bảy sao, một muỗng không? Nôm tiếp, nôm như nôm canh vậy á. Mị nói á. Nãy hỏi mị nôm như nôm canh. Ông này sao chuyên nghiệp chứ hả? Được nè, ông này biết nấu ăn nè. Cái người đẩy thớ, cái mũi.
À, một đứa thôi. Một 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 đứa thôi gì sao? Hai hai bé cái vô cái đâu nó banh đâu hoài đó. Chỗ nhanh lên, bắt nó cháy, cái đường bắt nó cháy. Ừ. Điều luyện chưa? Hay là những ánh mắt thất thần nè, những nụ cười ngờ ngỡ. Đây là nhóm phóng viên chúng tôi bắt đập được khi gặp chứng chứng tay gặp một con trâu nè. Sao con nói vậy? Nó đúng nó to luôn.